Chào Thảo Thị Đô, xin kính chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay là buổi chiều tối, giờ cũng 6 rưỡi rồi. Thì xin mời tất cả các bạn theo chân mình để mình đi giao cái lòng thỏ cho một người em ở cũng gần này thôi, cách khoảng 20 cây số à. Thì để mình im lặng cho nói chuyện con. Rồi để mình đến mình quay coi cái mô hình trại của người em là như thế nào nghe. Thì trước kia cũng đang đầu tư mà bây giờ đầu tư thêm rộng ra một chút thì mới xuống con té bây giờ. Xin chào các bạn đi. Chào bà con. Ý chào bà con. Thôi xuống cho đi giao hàng nha. Thì em mới đầu tư thêm thì nó mới lấy lòng thêm. Thì xin mời các bạn theo chân mình rồi đến quay cái quy mô trại của em như thế nào nghe các bạn. Xin mời các bạn. 200 nái thôi. Nhưng mà full á. Nên là được. Để coi tình hình sao đâu. Tình hình sao đâu rồi. Đu. Gửi này trắng trùng rồi ta. Đi đường nào em? Vô luôn. Trời, bữa nay trắng trùng luôn. Tính ra em nuôi đạt đó chứ. Em nuôi chung vậy luôn hả? Nuôi chung vậy luôn anh. Rồi lên cái rửa người tắm. Em dồn ba cái bà ấy đó, dồn vô vậy hết, tắm cho bà luôn, xịt cho nó sướng. Dồn hết như vậy nè, càng lâu xịt định kỳ cho nó sạch đó. Mình dồn hết vô cho sạch luôn. Chứ mình để rắc rắc mình nó khó xịt. Ủa bây giờ em làm rộng ở chỗ nào nữa không anh? Ở sau anh. Sau một kia nữa hả? Cái đó là hồi xưa mà. Trời ơi, thỏ con nạt luôn. Bữa giờ đạt nó bắt không hay là em có bán ấy không? Bán lẻ rồi nữa chứ. Nhăn mũi này. Nhăn mũi này là. Ủa, để đốt cho nó thơm hay là nó hết mũi vậy? Thơm chứ. Này là thỏ thịt hả ba? Bữa nay mà thỏ thịt là anh làm cái năng thưa rồi. Anh không còn làm năng dày nữa. Tại vì năng dày là sẽ nặng ký. Bữa thấy kiểu anh làm mà. Mình làm vậy. Nhưng mà sao bỏ cỏ? Cái đó thằng kia làm hết chứ. Nhưng mà vậy bỏ cỏ được không? Được. Cỏ thì ăn bao nhiêu đâu, ít ít vậy. Nhưng mà em làm gì là rộng ra em cắt ngắn lại nè. Cắt ngắn đưa vô sát vô đây. Thì nó không có vướng cỏ, hiểu không? Cắt cho đủ thỏ thịt này quá trời luôn à. Bữa nay nhiều nái quá. Tám mươi hả? Nhìn 80 mà chạy chút xíu à. Đâu có gì. Đâu có nhiều đâu trời. Bà được khủng ghê á. Đẻ đều không? Đây nè, ví dụ như cỡ tuổi này nè phải không? Ví dụ như cỡ tuổi này nè. Cái em pha thằng Lucason xịt cho nó. Xịt ướt nó luôn. Còn nếu mà sợ ướt rổ phải không? Em lấy một cái rổ bự cho bá lửa thì cái bự nha. Em hốt tất cả thỏ con bỏ vô cái rổ đó. Tắm luôn. Rồi phơi nắng rồi đem về lại cho mẹ thôi. Thì thiệt ra thỏ con mà nó đẻ đều rổ thì con nào cũng đều mà. Bây giờ em làm xem ra mà kia hả? Cái mà đó là hồi xưa là cái chạy em vẫn nuôi cái chạy cũ lắm mà phải không? Hồi xưa nuôi, giờ sửa lại. Chơi luôn bên này hả? Chơi luôn. Cũng mùa dịch em tưởng đâu em đứt bóng rồi chứ. Đứt luôn. Im quá mà. Nói rồi xong phim rồi thấy chắc là dẹp rồi mà thấy em qua dịch cái ảnh cái làm lại giờ là quá trời luôn. Lên lại mà hồi đó em để giống em chứ đâu có mua lại phải không? Đâu lòng trước em thanh lý lúc dịch là 4 tạ sắt phế liệu rồi nhưng mà sẽ sau cái này còn lại này giữ lại hả? Đó cái giữ lại trước nuôi bên kia với sau đó là 4 tạ là lấy cái lòng đó thanh thấy luôn là định nghỉ gì đó lúc nó nghỉ á. Rồi heo rừng đâu? Heo rừng nuôi chỗ khác anh. Nuôi chỗ khác hả? Mấy bữa là nuôi đây. Heo rừng nuôi rồi khó cái này là cũng thịt luôn à.
thịt cũng ok nè, to to vậy, không thịt để to vậy cho nổi. Loại á, ý là mấy con này không đã được không? Đúng rồi. Nó bị gì? Ý là nó không chịu lên hả? Nó đẻ mà được mà không cho nó bú. À, đẻ được không cho bú hả? Sữa mấy lần mà nó cũng vậy à? Tiêm kích sữa luôn không được hả? Tiêm mấy lần cũng vậy. Ừ, uống vậy chơi, mấy con to to vậy lại uống quá. 4 kg. Ừ. Để nó luôn hả? Con loại mấy con nó đẹp đẹp chứ bộ ha. Đẹp bây giờ không được thì phải loại thôi chứ sao. Nói chung đã là giống rồi thì phải ra cho đẹp chứ còn không đẹp là phải cho đi hết. Nói chung giá thỏ thịt bữa nay nó dính tầm khoảng 80 là ổn rồi ha. Còn cho ăn cám thì mình ăn gì mà khủng bố vậy cha. Ở trong hư rồi nè. Cám trong hư rồi Quang ơi. Dạ. Không, em bỏ thuốc. À, dùng thuốc hả? Nhưng mà ý em cho ăn mắt xem mông vậy nè. Mắt luôn nhá, bình thường luôn anh, trước giờ vậy luôn á. Cám heo hả? Dạ. Mà nó có bị sình bụng gì không? Không. Đồ vậy cám này ngon, em trộn men đó hả? Không có. Đâu, tuần trăng có một lần men à. À. Là nó ra một phát một là em quất nguyên một sàng gì như chung vậy đây. Cứ ecoly cầu trùng phòng liên tục. Đúng rồi, phòng nói chung tụi này chắc phải cho nó uống chứ còn mà cho nó uống trực tiếp đuối lắm. Pha nước hay là trộn cám á, trộn cám bột á. Ừ. Bột á. Chứ mà ngồi nhỏ từng con cũng gãy tay luôn á. Ờ nhỏ từng con là đuối á. Hy vọng nó ổn ổn với anh em mình nuôi cho nó ngon chứ nó đừng có rớt giá ha. Rớt giá mà chán với bà. Bữa giờ đặt nó bắt em hay là em có bán ấy không? Ờ kệ bán lại đây rồi chứ. Được. Ngay cái cửa. Ngay cái cửa. Đợt trước có ông anh ông nuôi ở dưới kia kìa, ông cũng cho ăn mì tôm 100% luôn, ăn mạt luôn. Mì tôm là nó hết hả? Không có bóp ra bán 1 ký có 4.000-5.000. Ủa bóp ra cho nó ăn mà nó chậm lớn, nó mặn á. Đó nó có đạt đâu mà nó mặn, cái nó không có lớn giống thị trọng đâu à. Ừ. Anh tưởng đâu là em cũng sụi sau dịch sụi rồi, ai về đâu bây giờ lên cỡ này, giờ ráng lên thêm 20 đi. Nó. Ừ. Trừ hậu bị lại lên 20 nữa là quốc vô rồi chăm nái như có quạt liên tục buổi trưa hả? Nhưng mà em nói nắm chứ thấy có con nắm nào đâu, xịt trơn mà. Không, lâu có 1-2 con cái em xịt toàn luôn. À đúng rồi, chỉ vậy thôi chứ còn thấy xịt trơn mà có con nào bị đó. Xịt bách. Thường mấy con lây ra sợ nó lây ra anh. Đúng rồi. Mình sát trùng kỹ luôn. Vẫn còn người ô thổ thịt mà. Vẫn còn ô thổ thịt mà. Hết chỗ tắt rồi anh. Ủa mà anh thấy em ít cho ăn cỏ hả? Cũng lâu anh ơi, đậu lan thôi. Đậu lan hả? Đậu lan ăn không còn cái cọng nào luôn. Cái cám heo này bao nhiêu bao qua? Giờ là 10.500 ký. 10.500, tính ra rẻ chứ bộ, là tính ra một bao 300 à, 200 mấy hả?